lại đây với má. Má, nín đi. Nghe má nói nè. Dạ, con nín rồi nè. Má muốn nói gì? Nói đi má. Má nói đi. Hương. Dạ. Tuy con chỉ là con nuôi, nhưng suốt mười mấy năm qua, lúc nào má cũng coi con như con ruột. Con biết mà. Con biết má thương con nhiều lắm. Còn con, con có thương má không? Dạ thương. Con thương má nhiều hơn ai hết đó. Nếu bây giờ má nhờ con giúp má một chuyện, nhưng chuyện ấy vô cùng khó khăn đối với con, con có thể giúp được má không? Má nói đi má. Dù khó khăn thế nào con cũng giúp má được mà. Ngay bây giờ nè, nếu má muốn con chết, con cũng sẵn sàng con chết trước mặt má liền. Con gái của má có hiếu lắm. Má cần gì má nói cho con biết đi má. Má nói đi. Ngày xưa có một người đàn ông đã nhận tội giết người thay cho má. Người ấy phải gánh chịu một bản án 15 năm tù. Từ ngày ấy tới bây giờ, má coi đó như món nợ đời mà má đã tốt dậy. Má thầm hứa với là sẽ trả món nợ kia, nhưng má không làm tròn. Má ân hận biết bao. Má, má ơi, giờ đây đã có con, xin má cứ yên lòng. Món nợ sẽ chờ đợi người đàn ông đó trọn đời suốt kiếp. Cùng nắm tay nhau đi suốt đoạn đường còn lại. Chỉ có như thế má mới trả được món nợ mà 15 năm người ấy đã gánh chịu nơi chốn lao tù. Nhưng giờ đây má đã sắp sửa lìa đời, món nợ đó má không thể nào trả được. Mọi chuyện bây giờ nhờ ở con. Hương ơi, xin con hãy thay thế má nên chồng thành vợ như người đàn ông kia. Được như thế má mới xuôi tay nhắm mắt, con hứa đi cho má yên lòng. Má, con nói đi, nói đi.
chịu ba. Ba, ba ơi, con Hương đã bằng lòng ứng thuận phần của ba, ba cũng phải ráng mà lo, bằng mọi cách phải tìm gặp người ấy, bằng mọi cách phải tác hợp lương duyên kia. Cặp nhẫn cưới con còn cất trong tủ, ba hãy đưa cả hai ra phần mộ của con. Con mong chứng kiến cái giây phút trao nhẫn cưới, cái giây phút mà suốt 15 năm con đợi chờ. Tất cả con đã nói ra hết, xin hai người đừng phủ lại lời trăng trối kia. Giờ đây cũng đã đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Hương ơi, con đừng buồn, ba cũng đừng quá bi thương. Hồng, con Hồng, nhớ đừng phủ lại những lời trăng trối kia. Má, không, Hồng ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con, đừng đừng bỏ ba con ơi, con Hồng ơi, má tỉnh lại đi má, con Hồng ơi, má bỏ con rồi sao? Cậu, cậu. Dạ. Ông ông kêu tôi à? Cậu không nhớ tôi thiệt sao? Ông là ai? Tôi nhận ra ông rồi. Suốt mấy tháng nay tôi cứ ngồi ở nơi đây để chờ đợi cái ngày cậu được tự do. Ông chờ đợi như vậy để làm gì? Để làm tròn lời hứa như một người đã mất. Ai? Người ấy là ai? Con gái của tôi. Sao? Cô ấy mất rồi à? Đúng. Tại sao vậy? Gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo. Trời ơi, ông đã hứa gì với cô ấy mà suốt mấy tháng nay ông phải nhọc công chờ tôi? Tôi hứa với con tôi sẽ làm tròn lời hứa mà con tôi đã hứa với cậu. Đã hứa với tôi à? Phải. Có lẽ cậu cũng còn nhớ, cách nay 15 năm trong một lần gặp gỡ, con gái tôi có hứa rằng sẽ chờ đợi mãi cậu đây. Như người vợ chờ đợi chồng mình từ ngày ấy cho tới lúc mất đi, nó đã giữ trọn lời hứa này. Nhưng ông trời ác độc với con tôi, tội tình gì phải gánh chịu đau thương đến cây dây phút sắp tương cùng. Còn tao chi cây cành chia ly. Trời ơi, tôi đã nói với cô ấy bao nhiêu lần
đừng có dại khờ mà phí uổng tuổi thanh xuân. Vậy mà cô ấy vẫn đợi chờ suốt 15 năm qua. Trong cây giây phút sắp vĩnh biệt, con gái tôi cứ nức nở nghẹn ngào. Có trăng trôi một đôi điều, dù chết tôi cũng phải làm theo. Cô ấy đã trăn trối lại điều chi? Nếu tôi giúp được gì, tôi hứa tôi sẽ giúp ông. Ngoài cậu ra thì không ai có thể giúp tôi làm đúng theo những lời trăn trối đó. Được rồi, ông nói đi, dù khó khăn thế nào tôi cũng giúp ông mà. Tôi sẽ nói, nhưng nếu cậu không giúp tôi làm tròn tâm niệm sau cùng của con gái tôi thì tôi sẽ tự tử chết trước mặt cậu đây này. Ông à, tôi hứa sẽ giúp ông. Ông đừng làm vậy, ông đừng làm vậy mà. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Cậu Hương, tại sao mấy tháng nay em cố tình tránh mặt anh? Rồi hôm nay em hẹn anh ra đây, em không nói gì cả, em cứ ngồi im lặng hoài vậy. Anh Mận, có chuyện gì em cứ nói đi, em đừng có làm như vậy, chỉ làm anh bối rối thêm thôi. Thôi được rồi, trước sau gì cũng phải nói ra thôi, trước sau gì cũng phải giải quyết như thế. Vậy thì em nói đi, em hẹn anh ra đây để làm gì? Anh Mận, em nói cho anh biết, Chúng mình phải chia tay nhau thôi. Hương, phải chấm dứt mối tình này ngay hôm nay. Hương, Em anh không tin những lời nói kia được thốt ra tận đáy lòng em. Anh không tin. Tin hay không là tùy ở anh, nhưng tiếc rằng đó là sự thật. Trời ơi, một sự thật vô cùng chua chát, nó đã xé nát tâm hồn tôi. Hương, em nói đi, tại sao em thay đổi nhanh như vậy? Em nói đi. Trời ơi, tôi biết phải nói thế nào bây giờ đây. Thôi, bấy nhiêu đó cũng đầy đủ lắm rồi. Cô đừng giả vờ nữa. Khi có người ta muốn thay đổi, người ta sẵn sàng 100.000 lý do để biện minh cho sự thay đổi của mình. Anh Mận, nếu những lời nói đó có thể làm cho anh vơi bớt đi một phần nào chua chát, thì anh hãy nguyền rủa nữa đi. Anh hãy nguyền rủa người con gái bao nhiêu lần cùng anh thề non hẹn biển, trọn đời bên nhau. Rồi giờ đây vội đổi và thay lòng, phủ bỏ mối tình ngày xưa. Suốt 1 năm qua vết đau mơ ước, ước mơ kia đã tan vỡ rồi. Điều mà tôi lo sợ từ lâu đã thành sự thật. Từ bây giờ yêu làm gì phải vương khổ vào thân. Mận ơi, nói tiếng chia ly, trái tim em cũng đang nát tan thành từng mảnh vụn. Nhưng vì hoàn cảnh em phải
phụ lại tình anh để cất bước theo chồng. Đó là những lời trăn trối của má em trước lúc ly trần. Phận làm con thì làm sao em dám cãi lại, đành làm liều nhắm mắt đưa chân. Chữ hiếu, chữ tình hai vai quằn nặng, em phải làm sao để toàn vẹn đôi bên. Chữ tình này như đại dương sâu thẳm, còn chữ hiếu kia cũng cao ngất tận mây trời. Sự thật là thế sao? Đúng. Nếu như anh có thương em thì xin anh hãy quên bỏ em đi, để em làm tròn tâm nguyện sau cùng của má em. Làm sao quên được trong một giây một phút, khi mối tình kia đã in đậm vào tim Hương em. Rồi từ đây trong những chiều tan học, con đường cũ vẫn bóng hình thân quen. Mùa hè sắp đến hoa phượng đã chớm nở, chắc anh cũng không còn nhạt hoa như xưa. Vì mái tóc ngày nào đông đưa trong gió, giờ còn đâu để anh cài lên cánh phượng hồng. Đừng, em xin anh đừng nhắc lại kỷ niệm, chỉ làm buồn thêm cái giây phút xa nhau. Mơ ơi em cúi đầu xin anh tha thứ, đừng trách buồn mà tội nghiệp cho em. Hương, nhưng tại sao tới bây giờ em mới nói cho anh biết chuyện đó? Em cũng mới biết thôi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tai, má mới nói với em và căn dặn em phải làm đúng theo những lời trăn trối. Hương, nhưng anh đừng nói gì thêm nữa. Em chỉ xin anh hãy tha thứ cho em. Hương, anh hãy quên bỏ em đi. Anh đừng kiếm em làm gì, chỉ uổng công thôi. Vĩnh biệt Hương. Hương, mình phải tìm hiểu để biết sự thật thế nào. Đến hôm nay ba đã làm tròn ước nguyện sau cùng của con. Ba mong rằng tâm hồn con sẽ được thanh thản kể từ đây. Ông ngoại. Hương, đây là cặp nhẫn cưới mà ma của con đã cất giữ suốt mười mấy năm qua. Con hãy cầm lấy và làm đúng theo những lời căn dặn của ma con. Hương ơi, ma con đã được chứng kiến cái giây phút này. Chắc chắn rằng mà con không còn bận lòng điều gì cả. Thưa ông. Còn cậu, tôi biết cậu là người tốt, cho nên tôi dự định là sau cái ngày cậu và cháu ngoại tôi cử hành hôn lễ, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản của mình cho cả hai cai quản. Còn tôi, tôi sẽ mua lại ngôi nhà nhỏ ở Thủ Thiêm, cái ngôi nhà mà cha con tôi đã chia sẻ vui buồn trong cái thuở hàng gì với bao hình ảnh thân quen.
đã ba mươi mấy năm qua vẫn còn in đậm trong lòng tôi. Ông ơi, tôi xin ông đừng làm như vậy. Mọi chuyện hay để từ từ, tôi còn muốn nói với ông rất nhiều điều. Ngoại ơi, má con đã bỏ con, xin ngoại đừng bỏ luôn con. Con chấp nhận hy sinh cho mẹ của mình, cậu giúp tôi không còn trăn trở trong lòng. Cả hai đang được như vậy, đang được thừa hưởng sáng nghiệp kia. Ông à, nhưng tôi đã quyết định như vậy. Ông ngoại. Còn con, con cũng phải biết nghe lời. Hưng à, kể từ hôm nay, con và cậu này có thể coi như là chồng vợ. Cứ tự nhiên ở đây nói chuyện, ông ngoại ra ngoài kia một chút. Cô à, tôi biết cuộc hôn nhân này đã làm cho cô buồn lòng. Còn tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Nhưng cô thấy đấy, làm sao mà tôi từ chối được trước hoàn cảnh của ông ngoại cô. Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà cô cứ an lòng, chút nữa đây tôi đã ra đi. Ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại nơi đây. Cô cứ coi như là những chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Đó là phần của cô. Cô tìm cách trả lời cho ngoại cô yên lòng. Ngày qua ngày sẽ quên. Tôi biết tánh của ngoại tôi, khi đã quyết định điều gì thì dù bất cứ giá nào cũng không hề đổi. Chuyện của cô và tôi chỉ giải quyết cách này, chứ không còn cách nào. Cô hãy suy nghĩ kỹ, làm thế kia thì giữa tôi và cô, một người ở một nơi, không còn vương bận chi. Ông ơi, nhưng tôi tin rằng cô đủ sức thuyết phục ngoại cô. Từ từ rồi ngoại cô cũng nghe theo cô thôi. Nhưng mà không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Chào cô. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Đi về đâu những con tàu không bến đời, đi về đâu những tâm hồn im tiếng cười. Trăng mờ bóng chiều ngả nắng, ấm trong lòng một lần yêu xưa đã tâm theo hoàng hôn.
Ông là... Nhớ tôi không? Nhớ tôi không? À, nhớ rồi. Còn tôi, tôi thì không bao giờ quên chú được. Chú là người ân đã giúp con tôi được tồn tại đến bây giờ. Chú là ân nhân mà tôi phải ghi nhớ suốt đời. Chỉ có bà nhà tôi thôi mà bây giờ nhắc lại lòng tôi thấy ai ngại biết bao. Nhưng bây giờ bà ấy đã mất rồi, chú cũng đừng để trong lòng làm chi nữa. Ta hãy quên đi cho lòng mình thanh thản, chuyện ngày qua hãy xem như nước chảy qua cầu. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, ông đừng có nhắc lại. À, chú có biết không, cái ngày ấy khi đôi mắt con Sương vừa lành hẳn, nó kêu thằng Vinh đưa nó đi tìm chú Hai, tìm đủ chỗ mà không gặp chú Hai, hỏi thăm nơi nào cũng không biết chú. Tôi cố tình như vậy để không phiền tới ai mà. Thằng Vinh sợ nó buồn, đưa mẹ con nó về Bạc Liêu tìm mộ cha thằng Mẫn. Tìm bao nhiêu lần cũng không gặp. Thằng Vinh thấy vậy mà lập bàn thờ, thờ cha thằng Mẫn. Năm nào cũng làm đám giỗ thiệt là lớn vậy đó. Rồi bây giờ gia đình của cô Sương ra sao? Giàu có lắm, hạnh phúc lắm. Thằng Vinh nó thương yêu con Sương vô cùng, nó cưng thằng Mẫn như là con ruột vậy đó. Nó lo cho thằng Mẫn không thiếu gì cả. Thằng bé Mẫn bây giờ chắc nó lớn lắm rồi phải không? Lớn lắm, ngon lành lắm. Nó đang học đại học, ít năm nữa nó sẽ ra trường làm bác sĩ chớ thua ai. Thằng Vinh lo sẵn mấy nơi đi làm. Thiệt tình dù có nằm mơ, mẹ con thằng Mẫn cũng không thấy ngày này. Ôi được vậy lòng tôi rất mừng, vì sự hy sinh của tôi cũng giúp cô ấy được một phần nào. Tất cả là nhờ chú Hai hết á. Ngày đó nếu không có chú Hai đây, thiệt tình không biết sẽ ra sao. Thằng Vinh con Trương phải giải quyết như thế nào. À, mãi lo nói chuyện mà tôi quên. Chú theo tôi tới nhà tụi nó đi nha. Thằng Vinh với con Sương gặp chú á, tụi nó mừng lắm đó. Hôm nay tôi bận lắm, ông để khi khác đi. À, thôi cũng được. Ba hôm nữa là ngày giỗ của cha thằng Mẫn. À, chú Hai ghé tôi với chú tới nhà tụi nó nha. Tôi không hứa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tới. À, chú Hai phải tới chứ. Thằng Vinh với con Sương biết là tôi gặp chú mà không mời được chú tới, tụi nó trách tôi dữ lắm. Được rồi, tôi sẽ tới. Chào ông, tôi phải đi liền. Nhớ nghe chú Hai, ba hôm nữa tôi chờ chú đó nha. Nhớ nha. Uống cho quên. Chú quên luôn. Uống. Trời ơi, nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ? Nhớ thì uống. Uống cho quên luôn. Uống. Trời ơi, Mẫn, con đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Mẫn. Ai vậy? Má hả má? Má. Mẫn. Mấy ngày nay con buồn, con đi uống rượu. Con hư đến mức độ này sao Mẫn? Con đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà thôi,
Nói ra thì chỉ thêm buồn hơn. Ai làm cho con buồn mà con tự hành hạ mình đến nông nỗi này vậy Mẫn? Ông trời, ông trời, ông làm con buồn. Con chỉ muốn yêu thôi. Vậy mà ông cũng tạo ra chuyện này, dựng lên chuyện khác, xui khiến chi cái chuyện gian dở. Con và bạn gái con giận nhau phải không? Không hề giận nhau. Nhưng mà phải xa nhau, xa nhau mãi mãi. Nhưng vậy con buồn, con mới đi uống rượu để quên. Nhưng càng uống càng nhớ thêm, nhớ thì tiếp tục vô, vô càng nhiều nhớ càng nhiều thêm. Chuyện thế nào con hãy nói ra, má hứa rằng sẽ giúp cho con. Không ai có thể giúp, mọi chuyện đã an bài. Người ấy đã đồng ý làm vợ người ta rồi. Má hứa rằng sẽ giúp cho con. Dù thế nào thì má cũng cố lo. Má không thể nào bỏ mặc một mình con khổ đau. Chuyện của con thế nào con hãy mau nói ra. Nếu má muốn biết, con cũng không giấu má làm gì. Dù sao thì cũng còn có má chia sẻ chút ít đau khổ với con mà. Nói đi con. Con với bạn gái của con yêu thương nhau tha thiết, hẹn ngày ra trường sẽ tiến tới hôn nhân. Vậy mà trời ơi, má ơi, con khổ quá má ơi. Nín, nín đi con. Có má ở bên cạnh nè. Chuyện thế nào con hãy nói tiếp cho má nghe coi. Vậy mà trong cái lúc má của bạn gái con sắp sửa xuôi tay nhắm mắt, bà ấy đã trăn trối với bạn gái của con, cậy nhờ bạn gái của con trả giùm bà ấy một món nợ bằng cách phải làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Nợ gì mà phải trả như thế? Nợ ân nghĩa. Ngày trước bà ấy đã lỡ làm một người chết, chính người đàn ông kia đã nhận tội thay. 15 năm tù là bản án người đàn ông đó gánh chịu. Đã làm bà ấy rai rứt lương tâm, bà ấy hứa rằng sẽ đợi chờ mãi mãi cùng với người đàn ông kia nên giờ nên chồng để đáp đền ơn nghĩa thâm sâu. 15 năm bà ấy mang nặng trong đời, giờ thì bà ấy vĩnh viễn ra đi. Lời hứa năm xưa bạn gái con phải lo tròn, phải trả cho xong một món nợ. Để bà ấy không bận lòng trong lúc
lâm chung. Trời ơi, câu chuyện này sao giống như câu chuyện của mình cách đây 15 năm. Mẫn à, con có nói là bạn gái con ở đường Hàm Tử phải không con? Phải rồi, ở đường Hàm Tử á. Còn má của bạn gái con có phải tên là Hồng không? Đúng luôn. Ba của bà ấy tên là An, làm thầu xây dựng phải không? Ủa, má chưa từng gặp mặt bạn gái của con, sao má biết rõ ràng quá vậy? Mẫn ơi, má có thể giúp cho con. Má sẽ tìm gặp người đàn ông đó, má sẽ nói rõ hoàn cảnh của con và bạn gái con cho người đàn ông đó biết. Má tin rằng... Không có được đâu má ơi. Má nói được, má quen biết người đàn ông đó mà. Nếu má chắc chắn được á, con sẽ chỉ chỗ cho má tìm người đàn ông đó. Ở đâu? Chiều chiều ông ấy thường ra bờ sông á. Cái bờ sông mà má thường chỉ con, má nói á, ngày mà ba con mất, má thường ra ngồi ở ngoài đó. Được rồi, má sẽ tìm gặp người đàn ông đó. Chiều hôm nay có lẽ là buổi sau tối, tôi đứng nơi này lặng nhìn dòng sông, mà tưởng chừng như dòng sông quê cũ đã đắm đầy bao kỷ niệm thân thương. Sương em ơi, 15 năm anh thầm lặng hy sinh, để đổi lấy hạnh phúc cho em và tương lai của con chúng mình. Nay tất cả đã vẹn toàn, anh không còn hối tiếc điều chi, sẽ ra đi về một phía trời xa, luôn nguyện cầu cho con với em được bình yên mãi mãi từ đây. Ông ơi, ông cho tôi hỏi. Ai đó? Sao giọng nói tôi nghe quen quen cả? Dạ, tôi... Kìa! Trời ơi! Anh Minh! Không, 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 bà đã lầm tôi với một người nào đó rồi. Không, làm sao em có thể lầm lẫn được, vì lúc nào hình bóng của anh cũng in đậm trong lòng em. Sương, Sương, anh Minh. Thôi, đã hơn 15 năm rồi, tất cả cũng đã nhạt. Em còn yêu thương anh nhiều hơn nữa, vì 15 năm qua anh đã âm thầm hy sinh cho mẹ con em. Anh cố tình làm như vậy để cho em và con có một cuộc sống giàu sang. Ngày hôm nay mọi chuyện đã an bài như ý muốn, anh không còn ân hận điều chi. Nếu có thương anh thì em hãy quay về với chồng mình. Cô mà lo lắng cho thằng Mận. Minh ơi, thà rằng anh đã chết như em đã tưởng, thì mẹ con em yên lòng với cuộc sống hôm nay. Đằng này vẫn biết anh còn sống và đã âm thầm chịu đựng khổ đau. Lắm năm dài nuốt ngược cay đắng vào tim, nước mắt khô cạn từ lâu mà không một lời thơ than. Để mẹ con em
tự hỏi làm sao em chịu được. Khi đã biết rõ ràng sự thật, một sự thật đau thương trong suốt cuộc đời. Em ơi đừng khóc nữa, tất cả do anh. Anh cố tình tạo ra em không có lỗi lầm gì. Dù biết rằng thật em muốn đáp đền, thì em và con hãy sống hạnh phúc từ đây. Minh ơi, nhưng hạnh phúc của em và con là tình yêu anh, là những buổi chiều bên dòng sông em mà. Mình đứng ngẩn ngơ nhìn từng cánh chim về muộn cuối chân trời. Anh còn nhớ có lần nhìn thấy một cánh chim lạ gọi bạn khi hoàng hôn buông xuống, nghe não nùng nghe da chiếc làm sao. Anh nắm tay em rồi khẽ khẽ nói, cầu trời cho chúng mình đừng như cánh chim kia bay đơn độc sao buồn bạc quấn đường còn xa mà. Làm sao anh quên được những hình ảnh đó? Vậy thì tại sao hôm nay anh chấp nhận làm cánh chim đơn độc đó, đứng bên lề hạnh phúc của vợ con chứ? Mười lăm năm qua anh đã quen dần với đơn độc, nên rất thấu hiểu cái nỗi đau. Anh thầm tự nhủ mình không có quyền chiếm đoạt những gì mà chồng em đã dựng xây. Anh ấy thật vô cùng cao thượng, xứng đáng tận hưởng những hạnh phúc hôm nay. Anh ấy đến với em và thằng Mân bằng tình thương sâu thẳm của trái tim mình. Ơn nghĩa của anh ta anh ghi lòng tác giả, không biết đến bao giờ trả được cho anh ta. Thôi thì cứ để tất cả ngủ vùi trong quên lãng, khơi lại làm gì khó xử cho nhau. Anh Minh, anh Vinh là một người tốt. Em tin rằng... Tôi biết anh ấy là người tốt, cho nên tôi không thể làm những gì không đúng với lương tâm mình. Hơn nữa, tôi cũng sắp có vợ rồi. Em biết, nhưng... Mà thôi, như vậy cũng tốt. Giờ đây, chúng ta cũng đã lớn tuổi hết rồi. Hạnh phúc của ai người ấy cố giữ. Nhưng em chỉ yên lòng khi nào được chứng kiến tận mắt cuộc hôn nhân của anh. Cuối tháng này tôi sẽ mời vợ chồng Sương dự đám cưới của tôi. Chào Sương. Mận ơi, ba con
đã hy sinh cho mẹ con mình quá nhiều rồi. Ngày hôm nay con cũng phải hy sinh lại, để ba con còn có chút niềm vui trong những ngày tháng cuối cuộc đời. Anh Vinh, anh chờ ai mà đứng đây? Anh chờ em đó. Em đi đâu mà tới bây giờ này mới về? Sao hôm nay anh hỏi em như vậy? Thằng Mẫn nó vừa cho anh biết, chính mắt nó nhìn thấy em âu yếm với một người đàn ông. Anh có tin lời nói của nó không? Nhìn cử chỉ và lời nói của nó, anh linh cảm rằng nó không nói dối. Còn đối với em, anh không tin em làm như thế. Mười mấy năm chung sống với em, anh rất hiểu em, anh rất tin em mà. Em cảm ơn lòng tin của anh, nhưng những chuyện thằng Mẫn nói với anh vừa rồi đều là sự thật. Hả? Sương! Nhưng nếu anh biết được người đàn ông đó là ai, em tin rằng... Bất cứ là ai, em cũng không được quyền làm như vậy. Em làm như vậy là em xúc phạm tình cảm của anh từ bấy lâu nay. Em biết là tình cảm của anh đối với em vô bờ, vô bên. Nhưng cũng còn một thứ tình cảm khác, tuy âm thầm nhưng cũng rất bao la. Tình cảm nào? Của ai? Của người đàn ông mà thằng Mẫn đã thấy em âu yếm. Hả? Hắn là ai? Hắn là ai? Là anh Minh. Là cha ruột của thằng Mẫn. Cha ruột của thằng Mẫn à? Phải. Cũng là người chấp nhận án giết người để đổi lấy số giấy tờ đưa em sang Pháp chữa trị đôi mắt. Sương ơi, đó là sự thật sao em? Đúng, đó là sự thật. Một sự thật đến quá bất ngờ. Chính em còn tưởng là một giấc mộng thoáng qua hồn rồi quên đi. Em không ngờ được lại an bài thế kia. Giờ đây anh ấy ở nơi nào, em hãy cho anh gặp liền. Em với anh ta đã thỏa thuận, hãy để tất cả được bình yên. Phần anh ta sẽ đi lấy vợ, còn em thì vẫn sống bên anh. Sương ơi, nhưng vợ của anh ta là người yêu của thằng Mẫn. Thằng Mẫn đâu rồi? Em sẽ nói cho nó biết tất cả. Nó đi tìm anh ấy rồi. Để làm gì? Nó nói với anh, nó không để yên cho anh ấy, vì anh ấy định phá nát hạnh phúc của ba má nó và cướp đoạt người yêu của nó. Trời ơi, tại sao lại oan nghiệt đến như vậy? Sương, em với anh đi tìm anh ấy ngay. Anh sẽ giải quyết công bằng, để anh ta với thằng Mẫn không có điều gì xảy ra. Anh định giải quyết sao? Chuyện này anh sẽ nói sau, còn bây giờ mình phải đi ngay. Đừng để xảy ra điều gì rồi sẽ ân hận về sau. Đi, em với anh đi liền. Đi em, đi. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi không giữ đúng lời hứa, mong cô thông cảm. Ở đây, ông là người có toàn quyền quyết định. Nhưng tôi không muốn quyết định của tôi làm cho cô phải lo lắng. Tôi muốn làm đám cưới với cô là để giữ gìn hạnh phúc cho người thân của tôi. Ngoài ra không có một ý định gì khác. Tôi cũng hy vọng là thế. Tôi hứa với cô, nhưng lần này tôi nhất định sẽ giữ đúng. Sau đám cưới là tôi sẽ đi ngay, mãi mãi không về dù chỉ là một lần. Tôi chỉ sợ ông làm như vậy thì sẽ rắc rối thêm hơn. Cô cứ yên lòng đừng lo sợ, tôi sẽ có cách để lo liệu. Tôi chỉ mong rằng kể từ hôm nay, tôi với cô hãy coi nhau như chồng vợ, nhưng chỉ là chồng hờ vợ tạm.
Tôi xin cô hãy làm như thế để không ai nghi ngờ điều chi. Tôi sẽ làm đúng điều này không để ông thất vọng đâu. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, coi như là cô đã giúp tôi. Ông định bao giờ tổ chức lễ cưới? Cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi nhất định ngăn cản cái đám cưới này đến cùng. Kìa, anh Mẫn, tôi đã nói rồi, anh đừng có tới đây nữa. Chuyện của chúng mình coi như đã hết rồi. Hương, anh nói cho em biết, ông ta không phải là người tốt. Anh Mẫn, anh ta là người chuyên đi phá vỡ gia can hạnh phúc của người khác và dụ dỗ gái tơ như em đó. Chú em là ai mà nặng lời với tôi như vậy? Là ai à? Ông sẽ biết ngay. Tôi là con trai của người đàn bà hôm qua mà ông đã ôm ấp vuốt về ở ngoài bờ sông đó. Chú em là con trai của... Phải. Ông ngạc nhiên đến mức độ không nói ra lời à. Mẫn, chú em là Mẫn phải không? Ông cũng giỏi thiệt. Ông thấy gia đình tôi giàu có, ông định lợi dụng má tôi, cho nên ông đã tìm hiểu tên tuổi từng người trong gia đình của tôi. À, không không, tôi không có ý định đó. Tôi không làm như thế mà. Thôi, tới giờ này tôi khuyên ông hãy lột bỏ cái bộ mặt đạo đức giả của ông ra đi. Ông đừng giả vờ như vậy, vì tôi đã biết rõ ràng những việc làm của ông. Cũng may là chính mắt tôi thấy được, nếu không á thì bao nhiêu người sẽ có gì ông. Anh Mẫn, em không tin là ông ấy xấu xa như những lời anh vừa nói ra đây. Em bị dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt nên giờ đây em mù quáng thế kia. Được rồi, tôi sẽ nói thiệt với chú em. Tôi với má chú em là chỗ quen biết từ lâu. Gặp nhau mừng quá cho nên mới hành động thế kia. Đối với tôi chú em muốn nói thế nào cũng được. Còn đối với má của chú em, khuyên đừng nặng lời vô cùng tội nghiệp. Ông tưởng nói vậy là tôi tin ông được. Ông quen biết ra sao với má của tôi? Chú em ơi, tôi là hàng xóm của ba má chú em từ cái thuở còn ở Bạc Liêu. Chú em chưa đầy 2 tuổi, cái ngày ấy tôi cũng có một đứa con trai như thế, nhưng đã cách biệt 10 mấy năm nên tôi không còn biết tung tích của con mình. Gặp được mà chú em, lòng tôi rất đổi vui mừng. Tôi thăm hỏi nhưng mà chú em cũng không rõ, chắc trọn đời này cha con tôi phải xa nhau. Rồi bây giờ gặp được chú em đây, tôi càng nhớ thương con của tôi da diết. Xin chú em cho tôi nắm lấy bàn tay để tôi tưởng chừng đây là bàn tay của con trẻ. Những lời nói của ông á cũng làm cho tôi có một chút xíu xúc động đấy.
Nhưng nếu bắt buộc tôi phải tin ông á, thì tôi không thể nào làm được. Mười mấy năm mang nặng bao thương nhớ, nhưng chỉ một lần cầm được bàn tay chú em thì nỗi nhớ thương bỗng dội vàng tan biến, lòng của tôi đã mãn nguyện rồi. Kể từ đây không còn dám ao ước thêm gì. Còn chuyện của chú em và cô Hương tôi không biết, giờ đây biết rồi tôi hứa sẽ giúp cả hai. Tôi giúp cả hai được cận kề bên nhau, mãi mãi không còn gặp phải những chuyện buồn đau. Lời nói của tôi là những gì chân thành nhất, chú em đừng nghi ngờ ai tin ở tôi. Được, nếu ông muốn tôi tin ông á, thì ông hãy chờ một chút. Để làm gì? Có lẽ ba má tôi sắp tới đây, lúc đó chắc chắn là tôi sẽ biết ông là người tốt hay người xấu. Không 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 không, tôi không muốn gặp ba má của chú em đâu. Tôi không muốn gặp. Chào chú em, chào chú em. Hương, bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho em thấy ông ta là người tốt hay người xấu. Nhưng sao em vẫn có linh cảm là... Thôi, tới giờ này mà em vẫn còn binh vực cho ông ta. Mận, con biết chắc là ba mẹ sẽ tới đây mà. Mận, người đàn ông mà... Ba cứ yên tâm, con đã tống cổ ông đi rồi. Trời ơi, tại sao con lại làm như vậy? Má, trước mặt ba, trước mặt con, mà má vẫn còn tỏ vẻ ra như đang lo lắng cho người đàn ông đê tiện đó à. Thằng Bất Hiếu. Má, từ trước tới giờ má chưa từng đánh con một bạt tay. Hôm nay vì một người đàn ông xa lạ kia mà má đánh con sao? Mẫn à, không xa lạ đâu con. Người đàn ông ấy chính là cha ruột của con đó. Người đã ngậm đắng nuốt cay suốt mười mấy năm dài, đã vắt cạn máu trong tim vì những người thân của mình. Rồi hôm nay trời cao xui khiến gặp nhau trong một hoàn cảnh trái ngang. Rồi ông ấy lại tiếp tục hy sinh, lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Để sự hy sinh kia vô cùng trọn vẹn, để con và má con được bình yên trọn đời. Ba, đó là sự thật sao ba? Đúng, má, đó là sự thật đó con à. Má ơi, giữ lời của ba con. Tất cả là sự thật. Má ơi, nếu tất cả là sự thật thì lòng con đau đớn biết bao nhiêu. Ai đã tạo ra chi cuộc gặp gỡ trai ngang để con mang chửi cha mình không một chút tiếc thương. Má ơi, má hãy nguyền rủa con nữa đi, và hãy đánh con thật đau cho con vơi đi nỗi ân hờn. Con là một đứa con đầy tội lỗi, có tội với lương tâm và có tội với đấng sanh thành. Mận ơi, con biết được như thế ba mừng lắm. Ba tin rằng một ngày không xa đâu con, cha ruột của con sẽ trở
lại, rồi đau buồn sẽ chìm vào lãng quên. Anh Mẫn, đúng rồi đó. Anh có biết không, cái ngày ông ấy vừa được tự do, ông ngoại của em phải nài nỉ hết lời, không thể từ chối, ông ấy mới miễn cưỡng bằng lòng nên chồng thành vợ với em. Sau khi bằng lòng như thế, ông ấy từ giã em để ra đi và nói rằng sẽ không trở lại. Nhưng trời cao đã xui khiến cho cha ruột con gặp lại má con, vì muốn má con vẫn sống bình yên với hạnh phúc hôm nay, nên cha con mới trở về đây cố dựng lên một cái đám cưới giả tạo để má con yên lòng sống mãi bên ba và con. Ông ấy có hứa đám cưới xong là ông ấy sẽ đi liền. Má, má ơi, sự thật là vậy thì con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra hả má? Có chuyện gì mà chồng sắp cưới của con từ giã ông ngoại rồi vội vã ra đi vậy? Con có biết đi đâu và bao giờ trở lại không? Có lẽ là không trở lại nữa đâu. Tại sao? Dạ. Ủa? Dạ thưa bác, bác còn nhớ cháu không? Cháu là bạn của Hồng, con gái bác đây nè. À, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ cả vợ của cậu nữa. Còn... đó là con ruột của người đàn ông vừa từ giã ông ngoại ra đi. Từ lúc đầu, ông ta đã không muốn tiến tới hôn nhân với con rồi. Giờ đây, ông ấy biết thêm rằng con trai ông ấy là người yêu của con, nên con chắc chắn rằng ông ấy sẽ ra đi mãi mãi. Hương, cậu ấy có gửi lại một bức thư. Đâu đâu, con đọc cho ông ngoại nghe coi. Bức thư này ông ấy gửi hết cho những người đang có mặt ở nơi đây. Cô Hương, tôi tin rằng bây giờ cô đã có đầy đủ lý lẽ để thuyết phục ông ngoại cô. Nếu ông ngoại cô muốn đền đáp ơn của tôi mong rằng ông ngoại cô hãy cho phép con trai tôi thay thế tôi cùng với cô tiến tới hôn nhân. Làm như vậy vừa trọn tình và cũng vẹn nghĩa. Cậu ấy nói cũng có lý. Thôi, được rồi, ý cậu ấy muốn sao thì ông ngoại sẽ làm theo thế đó. Hương, đọc tiếp đi con. Anh Mẫn, tới phần của anh. Anh đọc đi. Mẫn, ba không giận con đâu. Con là kẻ hậu sinh, đáng thương hơn là đáng trách. Hương là người rất xứng đáng với con. Nhưng hãy đợi đến lúc cả hai ra trường rồi hãy tính đến chuyện lập gia đình. Má và ba Vinh của con rất yêu thương con, đã lo lắng cho con từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Con phải có hiếu với má và kính trọng ba Vinh. Lời lẽ của ba chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng con nhớ phải làm đúng theo. Khi nào đám cưới con, ba hứa sẽ về dự. Bây giờ cho ba từ giã tất cả. Ba, đừng buồn đừng thương đau, ba phải đi không còn cách nào hơn. Từ nay nơi cuối chân trời, hướng mắt về lòng ba thầm gian dài. Con là đứa con bất hiếu, xin ba hãy tha thứ cho con. Cuộc đời đầy phong ba, ai kiến xuôi thế kia, nước
trời còn tao chi nên cẩn đi phải xa nhau lòng không dây dứt và biệt hẹn ngày gặp nhau quên đi nỗi buồn trong dị vãng xa xưa. Bác ơi, bác, lúc này bác thấy anh ấy đi về hướng nào không bác? Đúng rồi, tôi thấy cậu ấy đi về hướng ga xe lửa đó. Sương ơi, em và con theo anh ra đó liền, đi mau đi em, chúng ta chia nhau, tìm cho bằng được anh ấy, đi đi. Ba má, mình đi liền ba má. Ừ, đi con, đi. Tôi dù chỉ một lần. Phải. Để cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Minh à, chúng ta là đàn ông với nhau, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói thẳng vấn đề đi anh. Được. Nhưng trước khi nói thẳng vào vấn đề, tôi mong rằng anh đừng khuyên tôi điều gì cả. Nhưng tôi đến đây là để... Suốt 15 năm anh đã thay tôi lo lắng cho mẹ con Sương được như thế. Ơn của anh tôi luôn ghi lòng tạc dạ. Không lẽ tôi lại làm sụp đổ tất cả những gì mà anh đã dày công tạo dựng? Anh chỉ xét theo tình, còn lý thì... Xin lỗi, từ trước tới giờ tôi chỉ biết sống chết với chữ tình. Còn chữ lý tôi không muốn ai nói với tôi. Anh Minh, một lần nữa xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh, tôi đi. Anh Minh, anh Minh, anh Vinh, anh có gặp anh Minh không? Có. Anh ấy đâu? Đi rồi. Đi rồi. Tại sao anh ấy không chờ gặp mặt em và con? Chỉ làm khó xử cho nhau trong cái giây phút chia tay thôi. Anh Minh. Ba. Ba ơi.